Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ với các bạn một kỹ thuật nhuộm căng bằng màu về một màu nâu sô cô la. Đây là bảng màu của Novel nha cả nhà. Hãng Novel, thì Novel là hãng của Ý. Thì những cái hãng này á, khi mình nhuộm hạ màu, các bạn dùng dùng khoảng level 6 là đều hạ màu được, vì hạt màu nó đậm đặc. Đó. 60, 653, 632, 637, 635 gì đó. Những level 6 là điều hạ màu được hết. Và nó có thể phủ bạc luôn nha cả nhà. Đây là hãng xịn nha, còn hãng thường thì không biết không biết level 6 nó có hạ được không, tùy theo hãng. Đó, những cái tông đỏ, những tông 5, tông 6 thì các bạn nền màu sáng các bạn dùng nó bằng nhậm thẳng lên luôn, không cần phải pha màu tự nhiên. Còn đây là những màu nâng tông có chứa ánh sắc. Đây là những màu mist. Đó. Những màu tím. Mã số 0. Đây là màu dark gray. Dark gray nha cả nhà, dark gray là màu khói sậm á. Nó tương tự như là 411 vậy. Dark gray. Đây là gray và light gray, nghĩa là khói sáng, khói thôi vừa. Thì với mái tóc này phần chân ra khoảng 10 cm, thì Hùng sẽ tiến hành dùng 6 gạch 35 oxy chính, tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 100 g thuốc tương đương 100 g oxy nhuộm chừa chân tóc lại. Lưu ý nhuộm chừa chân tóc lại nha, tại vì mình đi oxy chính mình đặt vô chân tóc, lát chân tóc sẽ bị sáng hơn. Pha tỷ lệ 1 thuốc 1 oxy hoặc oxy ít hơn thuốc 10 g, nhậm gần chân tóc trước, nhậm phần thân đen trước, thấy phần thân đen lên màu sau đó mình mới tiếp tục kéo xuống dưới. Điệt, bệnh bữa giờ chưa hết nữa cả nhà ơi. Có ai có thuốc gì hay không hả? Gửi cho Hùng đi hả? Nói chuyện mà gồng không đó hả? Không có dám ăn hột dưa luôn. Cảm luôn cả nhà ơi. Mùa này dịch hay gì á. Đó thì các bạn đắp no. Đắp no vô để cho phần chân mình đạt lên phần nâu, màu nâu trước. Lưu ý chừa chân tóc lại khoảng 2 cm, vì phần chân tóc là phần mới mọc nên với gần da đầu mình tỏa ra nhiệt độ làm cho thuốc mình nó mạnh hơn, thì làm cho chân nó nhanh sáng màu hơn. Khi nhuộm nâng sáng phần chân tóc nhanh lên màu hơn so với phần thân và ngọn tóc, các nhà lưu ý ha. Đây là những bạn nào mới học nghề thì nên biết cái điều này, còn những bạn đã có salon lâu rồi, làm nhiều rồi, các bạn này biết hết rồi. Thì sau khi thời gian 15 20 phút phần thân lên, thấy phần thân lên Hùng sẽ đập vô chân luôn đó, các bạn thấy phần thân nó lên lâu lâu rồi đó. Đập vô chân xong Hùng sẽ kéo xuống tiếp tục. Nhậm kéo xuống để hạ màu. Đây là phương pháp nhậm căng bằng màu. Còn có nhiều bạn hay là căng bằng màu là sử dụng oxy 12 mà nhậm từ chân tóc xuống tới ngọn tóc một lần luôn. Đó phải tùy trường hợp. Mà oxy 12 mình đập từ chân xuống ngọn thì nó rát lắm nha nhà ơi. Cái này mình thuốc mình để một tí xíu ở ngoài, nó giảm nồng độ amoniac rồi mình đập lên chân nó còn đỡ. Còn vừa mới pha rồi thẳng vô da đầu luôn, từ chân xuống ngọn thì bằng chân nó dễ sáng lắm.
Tiếp tục, chúng ta kéo xuống. Chưa phần ngon lại. Thiệt là đau cổ quá đi. Nói chuyện hết muốn nổi luôn cả nhà ơi. Nhiều bạn hỏi Hùng là doanh thu của anh một tháng Tết bao nhiêu. Thì nói chung là vừa đủ xài thôi cả nhà ơi. Thì các bạn cứ nghĩ đi, nhân lực của Hùng là khoảng 12 người. Một người giữ xe, một người đó là 13 người, một người giữ mẹ là xe, giữ xe là ba của Hùng, mẹ của Hùng thì lo nên việc nấu cơm, rồi có khi phụ qua sấy tóc là 14 người, nhân lực của Hùng là 14 người. Thì các bạn nghĩ thì một ngày làm khoảng vài chục đầu có chất đó, các bạn ấy đi chứ suy nghĩ thử coi. Uống thông thường, uống là Hùng uống 800 đến 1 triệu, uống phục hồi là 1 triệu rưỡi. Nâng tiền. Nhộm cũng vậy, còn tẩy nhộm là từ 2 triệu đến 4 triệu. Tùy theo màu, tùy theo tóc, tùy theo độ khó. Rồi sau khi bôi xong phần thân, Hùng sẽ kéo xuống ngọn như thế nha. Tại vì phần ngọn nó rất nhanh sạm màu. Đây, Hùng đã hoàn thành xong mẫu tóc nhộm căng bằng màu nâu sữa lạ. Hùng 17cm, độ chiều dài 61. Xin chào tất cả bạn, các bạn xem xong thích thì like, không thích cũng like. Nhớ comment, nhớ đăng ký kênh để xem video, nhớ mới nhất của Hùng nha. Và nhấn nút chuông nha để được thông báo cho nhà biết có video mới. Bye bye cả nhà, nói chuyện hết mà quay đổ chơi ơi. I can't forget the